lịch thi đấu, kết quả của Olympic Việt Nam tại ASEAN 18 chia sẻ của tiền vệ Phan Văn Đức trong cuộc trả lời. Phỏng vấn báo chí sau buổi tập của Olympic Việt Nam ở Bình Dương khiến giới truyền thông rất bất ngờ. Cầu thủ của SLNA khẳng định, SLV Park Hang-seo muốn các cầu thủ Việt Nam đứng trên các đội Olympic là Nhật Bản, Nepal và Pakistan. Chúng tôi không sợ bị bắt bài vì các đối thủ cũng đã biết về Việt Nam qua giải U23 châu Á 2018. Xét về tương quan trình độ các đội trong bảng đấu, Nhật Bản là đối thủ trực tiếp của Việt Nam trong việc tranh ngôi nhất bảng đi ASEAN 18. Với thông tin đội bóng xứ Phủ Tang sử dụng 100% cầu thủ dưới 21 tuổi, đặc biệt trong đó là một số gương mặt đến từ các đội sinh viên, SLV Park Hang-seo đã mạnh dạn đặt chỉ tiêu về vị trí số 1 bảng đấu cho Olympic Việt Nam. Sở dĩ nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt mục tiêu cao như vậy bởi nếu chỉ kết thúc bảng đấu với vị trí thứ 2, Olympic Việt Nam vẫn sẽ giành quyền lọt vào vòng 1/8. Tuy nhiên khi ấy, con đường để Việt Nam hy vọng tiến sâu tại ASEAN 18 sẽ là khó khăn hơn rất nhiều. Theo Văn Đức, SLV Park Hang-seo muốn Việt Nam đứng đầu bảng đi, ảnh Đức Cường bởi theo phân nhánh NAC, AO, đội nhì bảng đi sẽ chạm trán với đội nhất bảng E. Nhìn sang bảng E, Olympic Hàn Quốc đương nhiên là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí số 1. Không những mang theo lực lượng U23 mạnh nhất mà các cầu thủ trên 23 tuổi được đăng ký cũng là các ngôi sao tên tuổi. Nổi bật trong đó chính là Son Heung-min. Ngược lại, nếu có thể kết thúc ở vị trí nhất bảng đi, Olympic Việt Nam sẽ có thêm thuận lợi. Bởi khi đó, Việt Nam sẽ gặp đội đứng thứ 3 ở B, E hoặc F tùy vào việc 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp nằm ở các bảng đấu nào. Rõ ràng giữa việc phải gặp Hàn Quốc với việc chỉ đấu với đội đứng thứ 3 thì Việt Nam đương nhiên muốn chọn đối thủ dễ thở hơn. Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày mai. Trước ngày lên đường, Việt Nam đã có một sự điều chỉnh nhân sự khi tiền vệ Minh Vương thay cho trung vệ Thành Trung bị chấn thương. Olympic Việt Nam sẽ lần lượt gặp Pakistan ngày 14 tháng 8, Nepal ngày 16 tháng 8 trước khi quyết đấu với Nhật Bản ngày 18 tháng 8. Danh sách cập nhật Olympic Việt Nam dự ASEAN 18 thủ môn: Bùi Tiến Dũng, FLC.TH, Nguyễn Văn Hoàng, Sài Gòn FC, hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Phạm Đức Huy, Hà Nội, Vũ Văn Thanh, SAGL, Phạm Xuân Mạnh, SLNA, Bùi Tiến Dũng, Viettel, Trịnh Văn Lợi, Hải Phòng, tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết, Hà Nội, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, SAGL, Phan Văn Đức, SLNA, tiền đạo: Nguyễn Anh Đức, B.BD, Hà Đức Trinh, SHB.DN, Nguyễn Công Phượng.